Shop Đồ Sư Khải Hoàn xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay shop xin giới thiệu và giao lưu cùng với quý cô chú anh chị là bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa. Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa gồm có tiền giấy và tiền kim loại. Và trong cái video này em sẽ xin giới thiệu với quý cô chú anh chị là tiền kim loại thời Việt Nam Cộng Hòa. Tiền được lưu hành trong nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa ha. Tiền kim loại thì bắt đầu lưu hành vào năm 1953, gồm các mệnh giá 10, 20, 50 xu đã được đưa vào lưu thông. Năm 1960 thì có thêm tiền kim loại mệnh giá 1 đồng, sau đó là 10 đồng vào năm 1964, 5 đồng vào năm 1966 và 20 đồng năm 1968. Bên cạnh đó thì có mệnh giá 50 đồng được đúc vào năm 1975, nhưng chưa kịp lưu hành thì Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, toàn bộ tiền bị hủy dưới dạng kim loại phế thải. Loại 50 đồng này rất hiếm nha cô chú anh chị. Vì vậy ai có sưu tầm được cái đồng 50 đồng năm 1975 là rất là có giá trị. Và tiền kim loại này được chia ra làm 5 cái series khác nhau. Sau đây em sẽ xin giới thiệu chi tiết cụ thể từng series 1 với những viên xu cụ thể luôn nha cô chú anh chị. Em xin giới thiệu cái series đầu tiên về tiền kim loại Việt Nam Cộng Hòa. Đây là viên 10 xu, đường kính của viên này là 23 mm, mặt trước có hình ba người phụ nữ và có dòng chữ quốc gia Việt Nam, chất liệu là nhôm. Mặt sau là có hình cây lúa và có mệnh giá để 10 xu ha. Năm đúc của cái viên này là năm 1953. Viên tiếp theo của cái series đầu tiên đó là mệnh giá 20 xu, mặt trước cũng có hình ba cô gái với đường kính của cái viên này là 27 mm và chất liệu cũng bằng nhôm. Năm đúc là 1953. Mặt sau có chữ 20 xu và có hình cây lúa. Rồi viên cuối cùng trong cái mệnh giá series đầu tiên, trong cái bộ series đầu tiên đó là cũng ba cô gái, đường kính của cái viên này là 31 mm nha cô chú anh chị. Mặt sau có hình hai con rồng Việt Nam, mặt sau có hình hai con rồng và có đeo chữ Việt Nam nè cô chú anh chị. Năm đúc là 1953. Chất liệu của viên này cũng bằng nhôm luôn. Series đầu tiên này thì bên em có cũng còn nhiều ha quý cô chú anh chị, nào có nhu cầu thì liên hệ cho shop Đồ Xưa Khải Hoàn, số điện thoại 0914862110, đó là số Zalo và cũng là số Facebook. Tiếp theo là series thứ hai trong cái dòng tiền kim loại của thời Việt Nam Cộng Hòa. Viên đầu tiên là mệnh giá 50 xu, đường kính là 31 mm, chất liệu là bằng nhôm. Mặt trước có hình Tổng thống Ngô Đình Diệm và có chữ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt sau có hình cây tre, mệnh giá 50 xu và in năm 1960, và có số năm 1960. Trong series thứ hai đó là còn có mệnh giá là 1 đồng. Đây là cái viên xu 1 đồng, mặt trước cũng có hình của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chữ Việt Nam Cộng Hòa. Viên này có đường kính là 23 mm, chất liệu là đồng niken. Mặt sau cũng có hình cây tre, mệnh giá 1 đồng,
vào năm 1960. Sắp cũng còn khá nhiều của cái series thứ hai này ha, chất lượng cũng tương đối. Series thứ ba của cái dòng tiền kim loại thời Việt Nam Cộng Hòa gồm có, thứ nhất là viên 50 xu, chất liệu là bằng nhôm, đường kính 30 mm, mặt trước có hình tổng thống Ngô Đình Diệm và chữ Việt Nam Cộng Hòa, mặt sau có hình cây tre 50 xu và năm đúc là 1963. Trong xe này này có viên một đồng đường kính là 23 mm, vật liệu là đồng niken, mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa và số 1 đồng, mặt sau có hình cây lúa và chữ ngăn, mặt sau có hình cây lúa năm 1964. Rồi viên này là 1 đồng. Trong xe này còn có viên mệnh giá 5 đồng, gọi là 5 đồng khía đó cô chú anh chị. 5 đồng này đường kính là 25 mm, chất liệu là đồng niken. Mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa, số 5 đồng. Mặt sau có ngân hàng quốc gia Việt Nam và hình cây lúa năm 1966. Rồi trong series này là có viên 10 đồng. Viên 10 đồng này có đường kính là 26 mm. Mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa 10 đồng, mặt sau có hình cây lúa và năm 1964. Bên shop đồ sư Khải Hoàng còn loại 1 đồng này rất nhiều nha cô chú anh chị, 1 đồng và 10 đồng. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ mua thì alo cho shop Khải Hoàng, số điện thoại 0914862110 ha, đó là số Zalo của shop. Tiếp theo là các series thứ tư của dòng tiền kim loại thời Việt Nam Cộng Hòa gồm có viên 1 đồng. 1 đồng này mặt trước có chữ là Việt Nam Cộng Hòa hả cô chú anh chị, 1 đồng, mặt sau cũng có hình cây lúa vào năm 1971, đường kính là 23 mm. Trong series này có viên 10 đồng. Viên 10 đồng này được đúc 2 năm là năm 1970 với viên năm 1968. Đây viên này là năm 1968 của chú anh chị. Thì hai mặt cũng giống nhau, mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa 10 đồng, mặt sau có hình cây lúa. Còn có viên 20 đồng. Viên này là mệnh giá cũng tương đối lớn nha cô chú anh chị. Trong cái series 4 này, mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa, mặt sau có chữ ngân hàng quốc gia Việt Nam, người nông dân năm 1968, đường kính là 30 mm, chất liệu cũng là thép mạ niken. Series thứ 5 cũng là series cuối cùng nha cô chú anh chị trong cái dòng kim loại của Việt Nam Cộng Hòa. Series này gồm có mệnh giá 1 đồng, chất liệu là bằng nhôm,
đường kính 23 mm, mặt trước có chữ Việt Nam Cộng Hòa mệnh giá 1 đồng, mặt sau có cái khẩu hiệu của chương trình FAO tăng gia sản xuất lương thực. Chương trình FAO là chương trình lương thực của thế giới nghe chú anh chị. Xu này nó hiếm vì cái in số lượng đúc số lượng rất là ít. Trong series này thì còn có viên 10 đồng, mặt trước cũng có ngân hàng quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mặt sau có chữ tăng gia sản xuất nông phẩm năm 1974 và có hình người nông dân. Bên cạnh đó còn có viên mệnh giá 50 đồng được đúc năm 1975 nhưng chưa kịp lưu hành thì ngày 30 tháng 4 sự kiện ngày 30 tháng 4 nên không kịp lưu hành của chú anh chị. Rồi em đã giới thiệu sơ bộ cho quý cô chú anh chị về cái bộ xu, bộ tiền kim loại thời Việt Nam Cộng Hòa. Quý cô chú anh chị thấy hay thì cho xin một like và đừng quên đăng ký kênh shop đồ xưa Khải Hoàng để được xem nhiều video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.